U22 Việt Nam về đâu sau SEA Games 32? U22 Việt Nam không có nhiều hướng phát triển sau SEA Games 32 dù huấn luyện viên Philippe Troussi và giới chuyên môn tin rằng đây là thế hệ kế tiếp cho tuyển Việt Nam. U22 Việt Nam cần nhiều trận đấu để nâng cao năng lực, nhưng không dễ dàng khi quay trở lại V-League. Kết thúc SEA Games 32, các học trò của ông Philippe Troussi đồng loạt trở về câu lạc bộ tiếp tục tham dự V-League, giải hạng nhất, với hàng loạt điều quan ngại trong câu chuyện làm cách nào nâng tầm hồng bổ sung cho tuyển Việt Nam sau này. Bế tắc sân chơi. Âu lo là đương nhiên, bởi tất cả đều hiểu nếu không bởi lý do đặc biệt hay khẩn cấp, rất ít người trong số 20 cầu thủ vừa trở về từ SEA Games 32 có thể tranh một vị trí thi đấu chính thức hoặc được sử dụng thường xuyên ở câu lạc bộ. Việc này đồng nghĩa U22 Việt Nam phải chờ tới đợt hội quân vào tháng 6 trước khi tham dự Panda Cup 2023 tại Trung Quốc mới có cơ hội tiếp tục chứng tỏ bản thân hay học hỏi từ huấn luyện viên Troussi. Sau giải đấu này, lứa cầu thủ được coi kế tiếp của tuyển Việt Nam lại phải chờ thêm vài tháng trước khi hội quân tham dự vòng loại U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà. Và nếu giành vé tham dự vòng chung kết lại tiếp tục chờ, bởi tới tận tháng 1 năm 2024 mới diễn ra. Nhìn vào các giải đấu, số trận có thể ra sân mà một người nằm trong nhóm đá chính ở U22 Việt Nam tiếp tục không nhiều. Trong khi câu chuyện các cầu thủ cần thi đấu hồng tích lũy kinh nghiệm đang là vấn đề rất lớn. Sân chơi ASEAN cũng nhường cho U20 Việt Nam. Nên phía trước huấn luyện viên Troussi và các cộng sự gặp khá nhiều khó khăn. Tù mù chiến lược. Trước khi SEA Games 32 khởi tranh, Ban chấp hành VFF khóa 9 đã thống nhất cử đội tuyển U20 Việt Nam tham dự ASEAN 19 diễn ra từ 23/9 đến 8/10 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Việc cử U20 Việt Nam dự ASEAN là không phải ý tưởng tồi, nhưng cũng cần xem lại khi năm nay Á vận hội điều chỉnh độ tuổi tham dự môn bóng đá lên U24 thay vì U23 như trước, kèm thêm 3 cầu thủ trên tuổi. Không thực sự phù hợp cho U20 Việt Nam khi phải chơi với những đối thủ ở tầm châu lục và vượt trội kinh nghiệm thông qua tuổi tác. Thất bại thì bình thường, nhưng nếu thua quá xa năng lực ai dám chắc các cầu thủ trẻ có thể học được gì ở ASEAN. Đáng ngạc nhiên, thời điểm nhận việc ASEAN là một phần kế hoạch của huấn luyện viên Troussi và U22 Việt Nam nên khi VFF quay xe, mọi thứ đổ bể làm thầy trò thuyền trưởng người Pháp mất đi cơ hội thử lửa ở giải đấu chính thức thay vì giao hữu. Lẽ ra, VFF nên cử U20 Việt Nam dự SEA Games 32 khi gặp các đối thủ không quá vượt trội hồng học hỏi tích lũy kinh nghiệm và ASEAN dành cho U22 Việt Nam cũng mục tiêu thực tế như vừa nói mới thực sự hợp lý. Nhưng tiếc rằng dù mang giấc mơ World Cup nhưng tính toán có vẻ chưa chuẩn nên đáng ngại cho huấn luyện viên Troussi lẫn bóng đá Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.